Song Krom Suslay and Nathan Ockney, the composer's Navit Omanis Vacum, a country with Oatmak, Jim Bat, time, Jim Watkin Channel, Camboy K. Okay, can you duck him nom your no with old part 3 that don't know that what they actually watch Channel K8 Brand Tesser? Duck him until the action a little bit old when I'm hiding and slides and no okay. Okay, young time, not just Navit O, don't talk them. Okay, lo yung chap dam, yung chul mo kan channel K8 Ventessor hay yung chul knong video mui ni. Da video mui ni yung quat ban mo dai. Okay, chang yung chap dam chlai tang ok khni. Okay, chang yung chap dam to. Som chul te kan channel YouTube robot yung khnyom. Hay som choy subscribe. Nâng chạy rụp khẩn đắng. Nào bây mình chạy thả lúc nẹ nâng mình khó khăn nông ca tu sơn nà video mùi nà nụ tì. Phụ lý bàn tập tuôn tu rửa sắp bình rì mà nẹ. Đời niêng bàn bạp thả. Tẻ rà bò niêng trời chào plon. Mất bừng ông dù phụ lý có tự đoàn còn lại cả hạt phim. Xùm niêng rìm rộ bình tích cho mớ. Lô bà lì, môn này bình tích nguyên trao một khu mênh khả nê bây nè. Bạn vì cầm tích viếp đẹp bỏ khả nhóm. Hai phụ viếp bạn cầm riêng khả nhóm nâng chấp khả nhóm tròn. Đồng tiền bà mơ hiyo trang xâm bạch bỏ khả nhóm ở rửa linh. Xâm lô chui rô phụ viếp ạch hơi phong. Như dây chọc, bà lì cầm bàn chạm khu niếng thì bắt được bình riêng của họ bà lì. Chùm lái cứ nghe một hộp đời xa ấy. Niếng gặp tha niếng tập bàn chó. Chọn niếng chọc bàn chẳng lời xa anh muốn nóng nghiêng nẹ kho tập lý khôn ai chẳng nhưng phải thá cháu chạp nghiêng cho chọn nó còn lại nhằng chẳng vì mình ai chẳng chẳng nghiêng có hỏi chẳng lời lúc luôn tràn nghiêng từ khi chọn chọn ta nghiêng mấy chị anh hai tu sạp từ bộ lý tử vinh. Okay, chẳng xâm nô từ bốn cứ nghe dừng slide ban một phần tụ. Okay, cho xâm nô một tiết. Nếu dùng mùi bỏ rõ chìa bởi kiên cơm hôn mà nẹ trở bàn kỳ lùi chạy xâm lắp. Nếu không cả giả lại được bỏ còn, phụ lý bàn bàn ca sơ bằng kết đòi rõ khởi thả. Miễn tại bộ lực vì rù bỏ nó, đã thất nơi không hẹt cả nô. Cứ tìm mùi số khá, cứ chỉ bộ cơ lực này luộc, nâng tìm phì vì sật, chỉ bộ cơ lực này rồi tỏ ba. Bộ đồng bà nạn đi xa lọc đưa xa kỳ chạm nâng cầm bật, còn tái nâng nâng cầm bật không biến xa nàm cơ giáo đáy tốt tại sao. Khi tự có nó bà con chỉ biết xa lòng đáy chỉ mình khăn. Về nước nhóm bàn khơi vì sật căn cà phê mùi bê anh châu thì không bắn tốt rồi bỏ lộn này dụa. Về nước nhóm bàn châu tờ mến, rút nhóm chồng dô cà phê từ chùn quạt bì xa. Tại cốt mình từ tùl, nhóm có dô cà phê chênh một cửa vinh. Hãy tụng vì cháu nửa lượt tốc rồi bỏ xuống khá. Cho hai đứa vây cửa bên cà phê một nơi không thông xung rạm từ vinh. Cứ nhóm chỉ nẹ dô phía bỏ cháu. Rút nhóm khăn năng bị sách dô phía một cháu nửa lượt tốc rồi bỏ nhóm. Nửa lượt bên cà phê miền xin nàm cửa giác đầy rồi bỏ bị sách. Ta nẹ nà chỉ khi ta có ở phía cốt. Chồng, mùi nào phía cốt này. Mùi hình bảo vã tiết này. Mớ dường bị phía mơ sần. Nhưng mà cho bác đây chẳng chẳng mơ chẳng lời kì mong. Chẳng lời cứ sụp hại. Rụt bà kì chỉ nẹ dục bên cà phê tới bỏ cháu. Nếu lưu về nhục ra cót cho mình xin nàm có dạng đầy rồi bỏ kì. Được chứ nè. Kế bà cọt chỉ phía sở lòng đầy, đòi dương ai xoan đi thàn bán, đòi xa tài, nơi nâng cầm bật khi tôi có. Xâm nụ mùa này bà chỉ bông phoan tại dương bàn lò mà đòi xa vì mình bị bệnh đầm nạn. Chẳng vì mình cả này bị trả lần chẳng thua dương xa mạng bàn, ok chẳng mùi dương chẳng. Cả nhà bàn tình phải ở lực đó thông mùi mộng nhằm chỉ mùi bà đây chỉ tì sở lòng như là bò niên. Bù kế bàn bù phải ở lực chỉ bì, nâng nhằm ra hốt đòi ọ, bàn tình cười mộc. Đấy là bao cả nhà có bày bộ phòng một sạp liêm môi đồng bệnh. Dũng tâm ca thừa cả xo lý chạy rồi bỏ cổ bếp bàn bình trẻ thả. Đấy là bỏ niếng bất chí sạp đòi xa lại ở lập. Xong nụ, cả nhà bàn nhằm lại ở lập ở bệnh cần đá đè. Ta
ែហេតុអ្វីបានជានាងមិនពុលស្លាប់សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពេលនាងពុះពេលពុះគឺស្នាមពុលមិនជាប់ក្នុងអាឡាក់ទេគឺក្នុងក្បတ်អញ្ចឹងដាក់ស្នាមពុលមួយខាងហើយមួយខាងទៀតអត់អញ្ចឹងអាមួយខាងដែលជាប់ស្នាមពុលឲ្យទៅខាងប្តីខ្ញុំប្តីស្លាប់អូខេហើយព្រោះប្តីរបស់នាងបានញ៉ាំទាំងក្របជាតិពុលគឺនៅក្នុងក្របផ្លែឪឡឹកអូ my god ខុសទៀតស្មាដោយអាសំណួរមួយមុនដែលខ្ញុំធ្លាប់អញធ្វើនៅក្នុងវីដេអូមុនគឺតាក់តងអានឹងដែរប៉ុន្តែនោះគឺវាជាតិពុលជាប់នឹងក្បတ်តែនេះមិនមែនទេតិចមកក្របជាតិពុលនៅក្របវិញអូខេអញ្ចឹងយើងឆ្លាក់ត្រូវទៀតហើយបានតែមួយបន្ទុកទេគឺជាមន្ត្រីបរិស្ថានម្នាក់ថ្ងៃមួយគេត្រូវបានថ្នាក់លើចាត់ឲ្យចុះទៅមើលរោងចក្រមួយកន្លែងដែលកំពុងបង្ហូរជាតិពុលចូលទៅក្នុងទន្លេបណ្ដាលឲ្យត្រីនិងសត្វផ្សេងផ្សេងដែលរស់នៅក្នុងទន្លេនោះងាប់អស់គ្មានសល់កំពុងតែពិនិត្យទិដ្ឋភាពទាំងនោះស្រាប់តែមានជនមិនស្គាល់មុខលួចវាយគេពីក្រោយនិងបានចាប់គេមកឃុំនៅក្នុងផ្ទះចាស់មួយនៅក្បែររោងចក្រនោះនៅក្នុងបន្ទប់មានទូកចាស់មួយតែអាចប្រើការបានមានធុងមួយនិងខ្សែមួយដុំដែលមានប្រវែង2ម៉ែត្រនៅនឹងមុខគាត់មានច្រកចេញ3ដែលច្រកចេញនីមួយៗសុទ្ធតែមានឧបសគ្គច្រកទី1មានសត្វខ្លាមួយក្បាលដែលកំពុងតែស្រែកឃ្លានអាហារយ៉ាងខ្លាំងមួយក្បាលដែលកំពុងតែស្រែកឃ្លានអាហារយ៉ាងខ្លាំងច្រកទី2មានសារធាតុគីមីដែលហូរចេញពីរោងចក្រហើយអាចធ្វើឲ្យគេថប់ដង្ហើមស្លាប់និងច្រកទី3មានសត្វតែត្រីឆ្លាមបើទោះជាគេជីទូក៏ត្រីកំណាច់ទាំងនោះអាចវាយប្រហារគេបានដែរសំណួរបើអ្នកជាសុភាបើអ្នកនឹងជ្រើសយកច្រកចេញមួយណាខ្ញុំថាអត់ប្រវាយសំណួរងាយទេងាយពេកខ្ញុំថាញ៉ាំទី3ទៅស្អាតគេបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពហូជាតិពុលមកអញ្ចឹងត្រីស្លាប់អស់ហើយត្រីងាប់អស់អញ្ចឹងអត់មានត្រីណានៅទៀតទេអញ្ចឹងក្នុងនេះគេបញ្ជាក់ទី3ត្រីឆ្លាមអញ្ចឹងក៏អត់អាចដែរអញ្ចឹងមានត្រីងាប់អស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកទ្វារទី3ចំឡើយគឺច្រកទី3ព្រោះសត្វនៅក្នុងទឹកបានងាប់អស់ទៅហើយដោយសារតែសារធាតុពុលហូរចូលក្នុងទឹកដូច្នេះត្រីឆ្លាមទាំងនោះមិនអាចនៅមានជីវិតបានទេឃើញឯសារគេបញ្ជាក់ពីដំបូងមកថាត្រីងាប់អស់ហើយអញ្ចឹងអត់មានត្រីទៀតទេអូខេអញ្ចឹងចូលទៅសំណួរមួយទៀតបានពីរទៅដែរបានពីរទៅសោភាគឺជានារីម្នាក់ដែលស្អប់មនុស្សប្រុសជាទីបំផុតនាងធ្លាប់បានត្រូវមនុស្សប្រុសធ្វើបាបរហូតដល់នាងកើតរោគចិត្តមកដល់សពថ្ងៃថ្ងៃមួយនាងបានណាត់ជួបតារាដោយពួកគេបានទៅញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាដើរផ្សារជាមួយគ្នានិងមើលកុនជាមួយគ្នាក្រោយមកតារាក៏ជូននាងទៅដល់ផ្ទះនាងបានថើបតារាហើយពួកគេក៏ចែកផ្លូវគ្នាទៅផ្ទះរៀងខ្លួនព្រឹកឡើងគេប្រទះឃើញតារាដេកស្លាប់ដោយមិនដឹងមូលហេតុសំណួរតើសោភីសម្លាប់តារាបានដោយរបៀបណាខ្ញុំសង្ស័យបានសាថោបហ្នឹងមកខ្ញុំគិតថាគិតប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំថាបានសាថោបហ្នឹងអញ្ចឹងចាំមើលចម្លើយគេចម្លើយគឺនាងបានថើបតារាត្រង់បបោមាត់ដោយនាងអូខេថើបហើយដសាយដាក់ឆ្នាំពុលនៅបបោមាត់អញ្ចឹងថើបទៅជាប់ជាតិពុលបានដាក់ឆ្នាំពុលនៅនឹងបបោមាត់របស់នាងអូខេបាន3បន្ទុក3បន្ទុកហើយឆ្លើយខុសមិនមែនទេវាភ័យហើយចាំសំណួរឆ្លើយខុស2ថើប3អូខេអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំចុចចូលដល់ថ្មីហើយចឹងអត់អីអញ្ចឹងវីដេអូមិញចាប់តែប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាគ្នាយើងនឹងពេញចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូបែបហ្នឹងចិត្តទៅសាអីវាល្អក្នុងការឆ្លើយសំណួរខ្ញុំគ្នាយើងបើចង់ឲ្យប្រវាក់ចូលទៅក្នុង link ខាងក្រោមខ្ញុំដាក់ link channel របស់គាត់ដែរតែខ្ញុំចង់ធ្វើ reaction ដល់គ្នាយើងមើលលេងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាគ្នាយើងឲ្យខ្ញុំឆ្លើយបានប្រហែលសំណួរដូចគ្នាតែខ្ញុំមិញឆ្លើយក្នុងចំណោម5ហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅបាន3ដែរអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមិញចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ